Ban chủ cũng là một người không có giỏi bắt chuyện cho lắm mọi người. Nói chung là ở lớp thì mình cũng có ngồi một mình thôi. Nói chung là ngồi một mình cũng 3 năm. Không, ngồi một mình lâu rồi. Không có bạn. Xong rồi cũng có một bạn, kiểu bạn nam ấy, bạn ấy cũng là fan anime. Thì bọn mình có ngồi ngồi cùng nhau và kiểu cậu ấy học giỏi toán, rồi cậu ấy cũng chỉ toán cho mình. Thì nói chung là mọi việc rất là bình thường. Rất là bình thường thôi cho đến cái lúc mà cậu ấy dạo này hay kiểu hay nó tôi biết là nó bị gì, nhưng mà để tôi nhờ fan tôi tư vấn hộ vậy. Cậu ấy là sim không phải. Cậu ấy thì nói chung là kể không biết là có được không, nhưng mà bạn ấy thì bạn cứ hay sán vào người tôi. Mọi người biết là mùa hè rất là nóng, nhưng mà cậu ấy hay sán vào người tôi. Tôi bảo là gì đấy, đi ra kia mà ngồi, đi ra đi, đi ra thì nó lại bảo tôi tham. Bảo, ủa tại sao không, tôi đâu có tham, nhưng mà tại vì sán vào người tôi nó rất là nóng, hiểu không, rất là nóng, không phải xem, không phải xem. Không biết là nó có thích tôi hay không, nhưng mà tôi nghĩ là chắc không thích đâu, tại vì nó hay đấm tôi mọi người. Nó kiểu nó ngồi ngồi trong lớp nó hay đấm tôi, kiểu mà đôi lúc là nó bị rảnh tay ấy mọi người, nó bị rảnh ấy, nó đấm vào tay tôi, xong tôi cũng đấm lại nó, tôi đấm lại nó nhá, xong rồi nó lại đấm tôi tiếp, rồi tôi lại đấm lại nó, lại đấm đấm lại nó. Không phải xem. Xong rồi tôi bảo là tớ là con gái đấy nhá. Tớ là con gái đấy, cậu đừng có mà làm thế. Xong nó bảo là nhưng mà tớ không coi Mai là con gái. Đeo huy chương. Ai nhở? Đó. Tớ coi cậu một như một thằng đàn ông. Tớ coi cậu như một thằng đàn ông. Thì cái câu đấy có phải sim đâu. Nó bị điên. Nó bị dậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.